Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Hậu truyện quyển thứ bảy mang tên Động tiền bạch thạch. Chương thứ 11. Lời của Tôn Mập. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để có thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hương Bắc bị nhóc nhai xế cắn, cô không dám động vào nó, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy, muốn quăng nhai xế ra khỏi người mình. Nhưng lúc này, nhóc nhai xế như dính chặt vào cổ Hương Bắc, cho dù Hương Bắc vùng vẫy thế nào, nó vẫn cắn chặt cổ anh ta. Miệng nhóc nhai xế đang cắn cổ hương bắc Không ngừng động đẩy Chẳng bao lâu sau dáng vẻ hương bắc bắt đầu uể hoài Trong suốt quá trình dãy rủa Có mấy lần hương bắc định Hóa thành khí đen để chạy trốn Nhưng chỉ cần Thân hình anh ta bắt đầu mơ hồ Nhóc nhai xế lại gầm rú bên tai anh ta Tôi mập và tôi nghe tiếng gầm này Thấy chẳng có gì đặc biệt Nhưng hương bắc nghe xong lại chấn động sau đó, thân hình vừa tản ra của anh ta lại tụ lại, mặc cho nhai xế, tiếp tục gặm cắn cổ mình. Khoảng thời gian hút một điếu thuốc sau, thân hình hương bắc bắt đầu thu nhỏ lại. Quá trình này cũng không dài. Chẳng bao lâu sau, hương bắc bị nhai xế bé xíu hút vào bụng. Nhai xế hút hương bắc vào bụng rồi, thì có vẻ mệt mỏi. Nó cố lấy lại tinh thần, liếc nhìn tôn bầm một cái, há mồm kêu ép cuối cùng không chịu nổi nữa mà Nga lăn ra đất ngủ khò khò Tôi mập chắc chắn hướng bắc đã bị nhai xế hút sạch mới đi tới ôm con trai ruột của cậu ấy lên cẩn thận thả vào ba lô của mình lẩm bẩm thì thầm đúng là con ruột có co khác thế mới đúng chứ thấy ba ruột bị bắt nạt thì xông tới giúp ba con chút bất. không phải bà nói chứ thật bó công thương con mà tôi mập nói xong thì chuông di động của cậu ấy đột nhiên vang lên tôi mập nhìn qua gọi cười một tiếng rồi nghe máy nói em gái mạnh à không sao rồi tôi đã thu thập xong phân thân của hướng bắc rồi chuyện động ngón tay thôi mà à có gì ghê gớm đâu tôi nói cô không tin thì cô còn hỏi làm gì à ờ thế kim mù kim bác hải của cô giờ sao rồi ờ vậy cô đừng chờ chúng tôi Đưa ông ta tới bệnh viện trước đi Tôi mầm nghe máy xong Thì quay sang bảo tôi Ơ à ta Cái mù muốn ngòm rồi Không phải tôi nói chứ Vô gì lần này sang Hồng Kông Là để nhìn lao ta lần cuối Không ngờ lại là nhìn lần cuối thật Cậu nói xem Đang yên đang lành không sao Vì đâu phải tự mình bói cho mình chứ Bị báo ứng vui lắm hả không phải chứ Tôi nhìn Tôn bập lắc đầu nói Kim Bồ nói Lao còn hơn 20 năm tuổi thọ mà Đầu tên nồi điên mặt lần cuối chứ à, Chắc là lúc này Nghịch đồng tiền Bay 10 năm thọ mệnh Để thân thể không tiêu nổi ấy Tôn Mập vừa nói Vừa nhìn bà Khánh Thịnh Đang ngồi xổm ở đuôi xe du lịch Mà run lên bẩn bật nói To con Anh to gan lắm cơ mà Lục trường dám vào căn nhà kia bắt ma Giờ thấy chút đồ này Đã không chịu nổi nữa rồi sao à, Trước kia tôi vốn chưa thấy ma quỷ bao giờ Bạc Khánh Thịnh Thật sự không chịu nổi Loại áp lực này Lập tức tuôn hết ra Chuyện vào nhà kim mộ bắt ma Hòa ra chúng tôi đều đã xem thường gã Bạc Khánh Thịnh này Lúc trước khi ngồi ở đầu đường vùng sán đầu gã ta đang nghiêm túc đi theo một lão bán tiền bói quẻ bên lề đường, học mấy thuật kỳ môn độn giáp nửa tháng. Nếu lão bán tiền kia không bị cảnh sát hốt đi, thì có lẽ bây giờ gã vân đang theo lão ta học nghề. Sau đó, bà Khánh Thịnh xài luôn danh bán tiền. Thế là được người ta mời tới nhà kim mù bắt ma. Sau khi vào căn nhà lớn đó, ban đầu, bà Khánh Thịnh chỉ dám trốn ở cửa nhà, không dám đi vào trong. Các chỉ định ở trong đây một đêm Sáng sớm hôm sau ra ngoài Nói nhằng nói cuội một phen Với người trong thôn Mà bọn họ để tình gã Không có công lao Cũng có khổ lao Mà cho cái bao lì xì một trăm tể Ngay khi vào đêm Bà Khánh Thịnh vào góc tường đi tiểu Thì vô tình phát hiện Một đồ án cổ quái Ở hai bên góc tường Bà Khánh Thịnh không là gì đồ án này Nó là cấm quỷ trận đã từng xuất hiện trong lúc bán tiên dạy gã Mê thuật kỳ môn độn giáp ngày trước Loại trận pháp này Không phải dùng để cấm ma quỷ Mà chỉ nhốt chúng nó trong phạm vi Không cho ra ngoài Bà Khánh Thịnh tư chi phát triển nhưng đầu óc Cũng không ngu si Lập tức hiểu ra là có người Nhốt ma quỷ trong nhà Gã lập tức dựa theo biện pháp Mà bán tiên từng dạy gã Dùng nước tiểu ngâm hỏng trận pháp mà kim mù bố trí Cuối cùng bà Khánh Thịnh lại phá hủy cấm quỷ trận Ở ba nơi còn lại Sau khi phá xong cái cuối cùng Bà Khánh Thịnh có thể cảm nhận rõ ràng Một trận gió lạnh từ trong nhà thổi ra Trong lông cát bụi mù mịt Gà thấy loang thoáng mấy cây bóng Đều gà không dùng nước tiểu pha mấy trận pháp Giờ bàng quang rỗng thì chắc đã tè ra quần rồi Bà Khánh Thịnh cắn răng trở tới hừng đông Ăn bữa sáng mà người trong thôn mang tới xong thì bắt đầu to gan đi lại khắp căn nhà. Lúc trước, vị bán tiền chân chính kia từng nói với bà Khánh Thịnh, sau khi phát hiện cấm quỷ trận, nhất định phải tìm kiếm xung quanh cẩn thận một phen. Bình thường xung quanh cấm quỷ trận sẽ xuất hiện bảo vật. Bà Khánh Thịnh lục lọi căn nhà gần nửa tháng, cuối cùng phát hiện một chỗ nhô lên kỳ lạ trên bức tường trong một căn phòng. Sau khi phá bỏ lớp tường bên ngoài Thì thấy trong đó Có sáu đồng tiền loang lộ dì xét Mấy đồng tiền này Được giấu kín như vậy Nhất định là bảo vật gì đó Sau khi rời căn nhà Bà Khánh Thịnh tới thị trường đồ cổ Quảng Châu Đi dạo trong đó một vòng Không người siêu tầm tiền cổ là nghề nào Làm rõ được lai lịch của sáu đồng tiền này Trên hai mặt đồng tiền Trừ mấy ký hiệu cổ quái Thì không có lấy một chữ điền kiểu gì cũng thấy không phải đồ đứng đắn sau một thời gian huynh hoang ở quảng đông tiểu hết tiền công mà người trong thôn trả bà khánh thịnh lại nhớ tới lúc trước người trong thôn không trả hết tiền cho gã lúc này mẹ quay lại đòi nợ tiếp không ngờ thành lao đầu vào họng súng tôi mập nghe xong nên bà khánh thịnh vẫn còn đang kinh hồn mất vía cười nói không phải tôi nói chứ Tôi cũng nhìn thấy bức tường đó Nào có dấu vết bị phá vỡ đâu Chàng trai à Đừng lãng phí bản thân nữa Nói thật đi Anh lấy 6 đồng tiền ra kiểu rè À Tôi bong từng mảnh tường ra Rồi lấy đồng tiền ra thật đấy Bà Khánh Thịnh nhìn tôn mập đầy sợ sệt Nói tiếp Tôi cũng sợ chủ nhà các anh bắt được Sau khi lấy đồng tiền ra Tôi tranh thủ lúc trời tối Không ai lại gần đó lè lút chạy ra ngoài, mua chút xi măng về, chát lại mặt tường như cũ, sau đó còn bôi thêm bùn đất cho cũ đi. Không phải người thạo nghề thì không thể nhìn ra được. Chắc ngài không biết, trước khi làm bán tiên, tôi từng làm thợ xây, chút việc này không là gì với tôi cả. Lùng bà Khánh Thịnh nói, tôi mập vẫn luôn nhìn gã. Mai tới khi gã nói xong, cậu ấy mới cười hì hì, điền tên thợ xây chuyên nghiệp bán tiền nghiệp dư này Nói Không nhìn ra nhãn lực của anh Còn chuẩn như vậy đấy Ngay cả trận pháp của Kim mù Cũng có thể nhìn ra Tôi mập nói tới đây Thì đột nhiên nướn mày Điền gác to con nói Sau này anh có tính toán gì không Để làm bán tiên tiếp à Hay tìm một nhà thầu Làm công nhật tiếp Bà Khánh Thịnh nghĩ chút rồi nói <laughs> Công việc bán tiên này không phải để cho người bình thường làm. Tôi tiếp tục về công trường làm thợ xây thì hơn. Đó. Tôi mập nghe vậy thì mỉm cười. cười. Tôi cho anh một cơ hội nhé. Theo chúng tôi, tới thủ đô đi. Yên nhận không phải ra công trường bán sức. Yên tâm, lừa không ít hơn lương thợ xây đâu. Bà Khánh Thịnh sừng sốt. Gã không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Lùng tôn mập tìm gã để nói chuyện. Bà Khánh Thịnh còn cho là Tôn Mập định trả thù cho người tóc bạc bị học máu kia, yên cũng bắt đến tiền thuốc men gì đó. Bà Khánh Thịnh vốn định để Tôn Mập chém gã một dao. Không ngờ tình hình lại thay đổi hoàn toàn. Tôn Mập vừa hỏi xong, bà Khánh Thịnh không hề do dự, bà đồng ý luôn. Lưu Gà lên tầng thu dọn hành lý. Tôi hỏi Tôn Mập, Đại Thánh, rốt cuộc cậu định làm gì? Chúng ta cùng nghe tiếp chương 12 Thần hồn nát thần tính Người dịch Ngọc Anh Tôi mầm quay sang đìn tôi cười. cười. Cậu không thấy Người anh em này rất thú vị à Không phải tôi nói chứ ớt à Cậu thấy bán tiền nào Biết chát tường chưa Không nói tới gà biết chát tường hay không Tôi liếc tuân mập nói Lúc này tên này bất chấp chém anh Dương một phát với cái tính nhỏ nhen của anh dương ấy cậu có tin là gã mới vào công ty được ngày đầu tiên đã bị anh dương đùa chết không tôi mập nghe thế thì cười ha hả nói với tôi rất hiền từ <laughs> cậu coi thường anh dương quá cược với cậu lần này anh dương không chỉ không đùa chết gã mà còn cho tên oát này được lợi đấy cược một tháng lương chơi không bây giờ tôi không còn để ý tiền bạc như mấy năm trước nữa của cải mà tiêu hòa thượng để lại đủ cho tôi xài mấy đời. Đừng nói là một tháng lương, cho dù một năm cũng chấp. Ngày khi tôi chuẩn bị cược với Tôn Mập, thì chuông điện thoại của cậu ấy vang lên. Tôn Mập nghe máy, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Đại quan nhân hả? Không phải tôi nói chứ. Sao mũi anh thế anh thế? Tôi vừa giải quyết xong chuyện bên này, thì anh gọi tới. Nếu không quen thân thì tôi còn tưởng anh muốn hưởng ké đấy Ờ Anh tê hết qua camera rồi còn gì Tôi mập vừa nói Vừa đi một vòng tại chỗ Sau đó với tay với camera trên mái nhà Nói tiếp Anh nhìn tôi từ góc đó Có phải gầy hơn không Tôi mập nói tới đây thì dừng lại Không biết trong điện thoại tê mưa liền nói gì chọc cậu ấy Tôi mập nói hơi mất kiên nhẫn Lâu này anh tê hết rồi còn gì Thế chúng tôi đánh nhau với không khí. Ờ, à, anh đoán đúng rồi đấy. Là hướng Bắc. Coi như là một phần của anh ta. Yên tâm đi. Bây giờ chính chủ còn đang ở Tây An. Có quy bất quy và niệm tam canh chừng. Anh ta không thể dịch chuyển qua đây được đâu. Thôi nha, tôi không muốn nói dài dòng. Chuyện bên này xong rồi. Anh bảo cấp dưới qua chùi mông đê. Tôi mập vượt cúp máy. Thì bà Khánh Thịnh đã kéo một cái túi đỏ trắng xanh ra khỏi tòa nhà. Tôi mập lên xe, khởi động máy, sau đó cùng tôi và bà Khánh Thịnh chạy tới một bệnh viện thì dừng lại. Chúng tôi thấy kim mù, tóc hoa dâm, nằm trong phòng cấp cứu. Lúc nãy, khi sáu đồng tiền rơi khỏi tay kim mù, là ta giống như già đi mười mấy tuổi, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Nghe Mạnh Linh Yên nói, lúc tới bệnh viện thì kim mù có tỉnh một lúc, nhưng Lao Ta tính cho mình một quẻ xong thì lại phun búng máu, xìu ngay tại chỗ. May là đang ở bệnh viện, có các bác sĩ cấp cứu tại chỗ một phen mới bảo vệ được tính mạng. Nghe các bác sĩ ở đây nói, bây giờ nhiều cơ quan nội tạng của Kim Mù đã suy kiệt. Có thể qua được ải này không cũng khó nói. Tôi mầm hỏi thăm tình trạng hiện tại của Kim Mù xong thì lặng lẽ kéo mạnh Linh Yên sang một bên nói với cô ta. Em gái à Cô có tính cho Kim Mù bộ quẻ đúng không Quẻ thế nào Có phải là mất 10 năm thọ mệnh không Trên miệng Kim Mù nói Lão ta còn hơn 20 năm thọ mệnh Mất 10 năm Còn mười mấy năm Cô cố gắng khuyên nhủ lão ta Không có gì to tát cả đấy Nếu dễ thế thì tốt rồi Mạnh Linh Yên nói chuyện Có chút giọng Quảng Đông Thầy tôi nhòm trộm thiên cơ nhiều quá. Bây giờ không chỉ 10 năm thọ mệnh, e là ông ấy phải dưỡng lão trên giường bệnh. Bây năm nữa, ngũ cảm, nghe, nói, ngời, nhìn, cảm giác, mất hết. Còn về sống như thế, thêm mười mấy năm mới được đi đầu thai. Ông ấy tinh ra cái này nên mới tức ngất đấy. lồng Tôn Mập đang định nói mấy câu an ủi Thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra Dương Quân đỡ Thiệu Nhất Nhất đi tới Qua chuyện phân thân của Hương Bắc tôi Mập không yên tâm Để Thiệu Nhất Nhất ở khách sạn Nên bảo Dương Quân dân cô nàng tới đây Dương Quân còn mang theo một tin Dương Kiều đi sau bọn họ Điều sẽ xuất hiện muộn hơn một chút Tôi Mập cười hì hì gật đầu Có vẻ biết nguyên nhân Dương Kiều xuất hiện muộn Lúc tôi hỏi cậu ấy tôi Mập cười tùm tìm Bệnh viện này có ngân hàng máu Giờ quần ngó kim mù Đang hôn mê mấy lần Rồi kéo tôn mập sang một bên Hỏi thăm cẩn thận chuyện đã xảy ra Anh ta nhíu chặt mày Thấy hai người ngoài là Mạnh Linh Yên Và bà Khánh Thịnh không chú ý tới bên này Mới nói nhỏ với tôn mập Nếu hương bắc Có thể bắt cóc thiệu nhất nhất Để uy hiếp ngô miễn Thì cũng có thể dùng vì chủ nhân Đang phiêu bản trên biển của tôi Tới uy hiếp tôi Cũng có thể dùng cô vợ còn chưa lớn của dương kiêu ra uy hiếp anh ta tôn đức thắng à nói thẳng với anh nhé nếu chuyện như vậy xảy ra thật thì tôi và anh dương đều phải nghe theo anh ta cho dù chúng tôi không làm gì được ngô miễn nhưng nếu đối phó với anh hay xử lý thầm lặng với tôi và dương kiêu đều là chuyện dễ như trở bàn tay đấy lúc dương quân đang nói thì tôn mập chỉ cười tủm tỉm nhìn anh ta Chờ Dương Quân nói xong Cậu ấy mới mỉm cười nói <cười> Đại Dương à Đừng khách sáo thế Nói đi Rốt cuộc anh và Dương Kiêu Định thế nào Dương Quân nhìn thẳng Và mắt tôn mập Nói Tôi và Dương Kiêu Đa bản Tôi muốn nhờ các anh giúp một việc Đi ra biển Đưa chủ nhân của tôi lên đất liền Anh dẻo miệng như vậy Tôi thật sự không nghĩ được ai ngoài anh Có bản lĩnh lừa chủ nhân của tôi Chuyện này phải giải quyết thật nhanh Hương băng già cũng là ra từ địa ngục vô gian. Cửa ra của địa ngục vô gian là biển. Cũng chính là phạm vi hoạt động của chủ nhân tôi. Việc này phải nhanh chóng giải quyết. Dương quân nói tới đây thì Dương Kiêu hồng hào đẩy cửa vào. Lúc anh ta đi vào thì cũng nghe thấy Dương quân nói. Anh ta cũng mong tôn bập có thể bảo vệ cho cô vợ yêu mới học lên tiểu học của anh ta. Cơm ăn tưởng miếng việc làm từng cái tôi mập nhìn dương kiêu và dương quân nói đã cùng kiếm cơm chung một cái nồi thì chuyện của các anh cũng là chuyện của tôi đại dương à chủ nhân của anh cũng là chủ nhân của tôi cho dù phải trói tôi cùng sẽ trói vị ấy lên bờ đừng nghe vị đấy mạnh miệng chỉ cần hai chân vị hoàng đế của các anh chạm đất thì anh ta sẽ không nỡ tiếp tục trôi giạt trên biển ngay đâu tôi mập nói tới đây thì dừng lại quay sang nhìn dương Kiêu chuyện của anh cũng thế vợ yêu của anh cũng chính là à, à, em gái tôi trước khi à, có thể giải quyết hoàn toàn hướng bắc tôi sẽ sắp xếp thật tốt cho cô vợ yêu bé nhỏ của anh đừng có đi cũng phải có lại anh dương à ở bên này tôi cũng có chút việc nhỏ mong là anh có thể giúp tôi một chút dương kiều hơi sừng sốt rồi nói chỉ cần anh bảo vệ vợ tôi an toàn Thì anh bảo gì tôi cũng làm đấy Thế thì tôi yên tâm rồi Tôi mập cười he he với Dương Kiêu Sau đó đồ điền quay lại Và tới sau lưng bạc Khánh Thịnh Trang Liêu à Lại đây Tôi tìm cho anh một thầy giáo Tôi dập đầu bái sư phụ đi Tôi mập vừa dứt lời Bạc Khánh Thịnh to con Để đi tới chỗ chúng tôi Quỳ xuống trước mặt Dương Kiêu Dương Kiêu nhìn bà Khánh Thịnh thì khoe miệng hơi co giật. Phản ứng đầu tiên là muốn đập chết gã to con này. Nhưng để mặt tôn mập nên anh không nổi khùng. Dương Kiêu chờ bà Khánh Thịnh dập đầu, bò dậy xong mới cười đầy hàn học nói. Anh nên cảm ơn Tôn Đức Thắng. Nếu anh ta nói chậm một chút thì chắc bây giờ ai đang nằm cùng giường bệnh với Kim Bắc Hải rồi đấy. Bà Khánh Thị nghe Dương Kiều nói Thì mồ hôi lạnh ròng ròng Lúc này tôi mập đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó Ôm nhóc nhai xế ra khỏi ba lô Nói với Dương Quân Anh Dương à, à Anh giúp tôi xem con trai ruột với Lúc này nó nuốt phần thân của hương bắc xong Thì cứ như vậy Ngủ tới giờ không tỉnh ấy Lộc nói chuyện phân thân hướng Bắc bị tiêu diệt, tôi mầm chỉ nhắc qua nhai xế, không nói tỉ mỉ quá trình Bây giờ lại không thể không nói Dương quân nghe Tôn Bập nói xong Thì mặt lạnh muốn đóng băng Chẳng phải đã nói với anh rồi sao Bây giờ nhai xế Không thể ăn linh tinh Anh muốn lấy mạng nó đây hả à? Hết chương 12 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13 Ra biển tìm người Người dịch Ngọc Anh Dương quân vừa nói Vừa nhận nhai xế từ tay Tôn Mập sau khi xem xét một hồi mới bảo Giờ tôi cho anh hai lựa chọn Một là cứ dẫn theo nó Đốt cho nó tới chết thì thôi Hai là đưa nó cho tôi chăm sóc Bao giờ điều dưỡng tốt Thì trả lại anh Tôi mập nghe Dương Quân nói Thì rất dối rắm Với cậu ấy lúc này Nhai xế không khác gì vũ khí hạt nhân Hương hồ bây giờ Mới dệt được một cái phân thân của Hương Bắc Chính chủ còn đang chạy ầm ầm ngoài kia không có nhai xế ở bên, Tôn Mập không yên lòng. Nhưng Tôn Mập nhìn nhai sấy vẫn ngủ không tỉnh. cô biên không thể để nó, ăn những thứ không dễ tiêu hóa như thế. Dương Quân không phải Dương Kiêu, người anh em này nói được, làm được. Bây giờ ngoại trừ đưa nhai sấy cho Dương Quân chăm sóc, thì hình như không còn biện pháp nào khác. Tôn Mập không còn cách nào, chỉ có thể giao con trai ruột của mình cho Dương Quân. Chờ tới khi người của Tây Môn Liên tới để bàn giao hết chuyện còn lại rồi dẫn chúng tôi về thủ đô. Nói thêm chút chuyện ngoài lề. Lần này, ngoài hướng Bắc ra, người xui xẻo nhất là Kim Bắc Hải. Vô duyên vô cớ, mất mười năm thọ mệnh thì thôi. Bây giờ liệt trên giường bệnh, xem ra lời học trò của lão ta nói đã ứng nghiệm. Cuối đời chỉ có thể trải qua trên giường bệnh. Mạnh Linh Yên đưa Kim Mù về Hồng Kông. Một tuần sau, Lão Ta mới miễn cưỡng xuống giường và hoạt động được. Tiếp đó, lại nửa tháng trôi qua, bên Hồng Kông truyền tới tin đồn Kim Mù Kim Bắc Hải tiếng tăm trong giới đã rửa tay gác kiếm, chính thức chuyển lại bốn chữ vàng thiết bản thần toán cho học trò nữ duy nhất của Lão Ta, Mạnh Linh Yên. Kim Mù tổ chức Lê rửa tay gác kiếm, mời gần hết người trong giới Tây dự. Thậm chí tôi cũng nhận được thiệp mời Chỉ không mời duy nhất một mình tôn mập Nhưng cho dù có mời tôn mập Cậu ấy chưa chắc đã có thời gian tới tham gia náo nhiệt Khi kim mù giở tay gác kiếm Tôi, tôn mập và hai anh dương Đã ở trên biển tìm kiếm chiếc du thuyền siêu xa hoa của chu đế Sau khi xong chuyện sáu đồng tiền Mấy người chúng tôi về thủ đô Trước khi lên máy bay Tôi mập liên hệ với Quy Bất Quy và Nhậm Tam bên bọn họ Cũng không thuận lợi Hai người vẫn lần theo dấu vết của hương Bắc Mấy lần xuyên bắt được anh ta Nhưng đều hụt trong gang tấc Mà nghe ý của Quy Bất Quy Lần này Hương Bắc xuất hiện ở Tây An Hình như là để tìm kiếm thứ gì đó Nhưng đến cuối cùng Hương Bắc phải dùng độn pháp Để chạy trốn Không biết anh ta tìm được thứ mình muốn rồi Hay do phân thân bên này Bị tiêu diệt nên bị thương phải bất đắc dĩ bỏ đi Sau khi trở về Dương quân liền bắt đầu thúc giục Tôn Mập ra biển Để không biết Dương Kiều làm cho gì Mà khiến Tôn Mập bố trí cho cả nhà cô vợ yêu Đã đầu thai chuyển thế của anh ta Đi châu Âu trước Sau đó Mày lọt đến chuyện lừa chu Doãn Văn lên bờ Vì chuyện này Mà hại anh Dương suýt trở mặt với nhau Lúc chuẩn bị ra biển Tôn Mập quả thật Đã bận một thời gian Đầu tiên, cậu ấy dùng quan hệ của dân điều cục ngày trước tìm được con tàu Hải Giám đã dùng từ thời dân điều cục chuẩn bị xong vật dụng đi biển cũng mất mấy ngày cho tới khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả. Cuối cùng, tôi, Tôn Bập và hai anh Dương lên tàu ở bến Thiên Tân. Thuyền trưởng vẫn là người ở dân điều cục ngày trước chỉ là sau khi dân điều cục giải tán ông ta không như mấy người Tây Mô Liên vào hai bộ công an quốc phòng mà dựa vào chiếc thuyền này. Ngày thường ra biển thả lưới kiếm sống, thỉnh thoảng giúp đỡ mấy chuyến buôn lậu. Tuy cuộc sống không dễ chịu như lúc ở dân điều cục, để cùng không hề xấu, cứ tạm bỡ như thế cũng được mấy năm. Lục Tôn Mập tìm người, thuyền trưởng còn hơi hưng phấn, cùng kính hỏi thăm Tôn Mập có phải dân tiểu cục sắp mở lại rồi không? Sau khi nghe nói, chỉ tình cờ tôi làm khách thì thuyền trưởng có vẻ thất vọng, không nói lên lời. Tuyên đường mà con thuyền chở báu vật của Trịnh Hòa vẫn chạy ngày trước, thì dương quân đã thuộc nằm lòng. Anh ta lập tức chỉ đường, tàu chúng tôi liền chạy thẳng ra giữa biển. Khoảng mười mấy tiếng sau, khi trời đã tối hẳn, trên biển đột nhiên nổi sương mù đặc quánh. Sau khi gặp sương mù, mọi trang thiết bị truyền tin và xác định phương hướng của tàu chúng tôi đều bị vô hiệu hóa. Dương quân thấy sương mù liền bảo thuyền trưởng Chạy thêm mười mấy hải lý Rồi tắt động cơ Để con tàu trôi theo sương mù Lúc này nếu có con tàu khác đi tới Thì trong phạm vi mười mét Cũng không ai thấy ai cả Đừng nếu thật sự Điền thấy tàu khác trong phạm vi này Chúng tôi cũng không tránh khỏi va chạm Thuyền dừng cả đêm Mai tới hơn 8 giờ sáng hôm sau Bình thường thì trời Đã phải sáng choang nhưng sương mù xung quanh vẫn đặc quánh và tối mù mịt. Ngay lúc này, cuối cùng sương mù cũng có dấu hiệu tan đi. Một trận gió biển thổi tới từ trước mặt chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, đã thổi tan sạch sương mù. Sau khi sương mù tan biến, cảnh tượng xung quanh lại khiến chúng tôi càng thêm bất ngờ. Bây giờ, chắc hẳn đã hơn 9 giờ mà trước mắt vẫn đen sì. Ban đầu còn tưởng là mây đen che khuất mặt trời nên ngẩng đầu nhìn lên Thì bầu trời lấp lóe ánh sao Bây giờ mới cảm thấy nơi này Thật sự không đơn giản như vậy giờ quân thấy bầu trời sao Thì có vẻ rất hưng phấn Anh ta lấy ra một tấm bản đồ hàng hải Do chính anh ta vẽ tay Rồi đưa cho thuyền trưởng Bảo thuyền trưởng chạy theo Tuyến đường trên đó Bây giờ mọi thiết bị hướng dẫn Đều không chạy Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của thuyền trưởng mà từ từ dò mìn về phía trung tâm hải đồ. Cùng may là tôn mập đã có chuẩn bị từ trước. Xung quanh tàu treo đầy đèn pha công suất lớn, có thể nhìn rõ mấy hải lý xung quanh chúng tôi. Nếu bây giờ, du thuyền của chu đế đi qua, nhất định sẽ không thoát khỏi tầm mắt của chúng tôi. Sau khi chạy trên biển khoảng 7-8 tiếng, phía trước đột nhiên xuất hiện một hải đảo nhỏ. Chờ tới khi thuyền chúng tôi tới gần mới thấy rõ. Nói là hải đảo, chỉ bằng nói là một tảng đá ngầm rất lớn thì đúng hơn. Trên đá ngầm, phủ đầy rong biển, có đèn pha chiếu xuống, là nước xung quanh đá ngầm, loang loáng, nếu có người đang bơi lội bên dưới. Có thể gặp ở đây, chắc công không phải người. Dừng thuyền thôi. Giờ quân dừng lại, nghĩ một chút, rồi nói tiếp với thuyền trưởng Cứ chờ ở đây, đây là con đường nhất định phải đi qua trên hải đồ. Trước kia, cứ 5 ngày, bảo thuyền sẽ qua đây một lần. Bây giờ, có loại thuyền nhanh kia, chắc 3-4 ngày là sẽ gặp họ thôi. Giờ quân nói tới đây, thì quay lại liếc nhìn tôn mập rồi nói tiếp. Chuyện sau đó đành chờ anh. Chủ nhân của tôi không lên bờ mấy trăm năm rồi. Nếu anh có thể thuyết phục ngài ấy lên bờ, anh có yêu cầu gì, tôi cũng đồng ý. Cho dù muôn mạng của tôi thì cứ việc cầm đi tôi sẽ không có chút do dự nào cả đâu tôi mập cười hì hì nói <laughs> đang yên lành lo nghiêm trọng thế làm chi đại dương à anh cứ yên tâm đi không phải tôi nói chứ trên đời này trừ ngô nhân địch ra không có ai mà tôi không thuyết phục được cả ấy. tôi mập nói tới đây quay sang bảo thuyền trưởng đại ca à dù sao cũng phải chờ một thời gian dài anh lấy đồ ăn ra đi chúng ta vừa ăn vừa chờ, Tiền thể coi như chúc mừng à, à, tiểu chủ nhân của Đại Dương lên bờ. Lần này, mọi đồ dùng mang ra biển đều do Tôn Mập chuẩn bị, thuyền trưởng đương nhiên không tiết kiệm hộ cậu ấy, lập tức hô mấy thuyền viên đem đồ ăn thức uống trong khoang tàu ra. Chúng tôi bắt đầu ăn uống ngay trên bong. Thuyền trưởng vốn rất nguyên tắc, lúc lái tàu sẽ không uống rượu, nhưng tình hình hiện tại không có mấy lít rượu trắng tiếp can đảm thì bọn họ thật không dám ở tiếp chỗ này. Ban đầu, thuyền trưởng và các thuyền viên của ông ta vẫn không yên lòng, nhưng sau khi có 2 lít rượu vào bụng thì bọn họ đều mặc kệ. Trong đó, có một thuyền viên uống nhiều, lảo đảo đứng dậy ra mép thuyền đi tiểu. Nhưng anh ta chưa tiểu xong thì đột nhiên xoay người lại, chỉ vào mặt biển mà kêu to: "Mọi người, xem cái gì trên biển kia!" Hết trường 13 Chúng ta cùng nghe tiếp trường thứ 14 bằng tên Truyền thống Người dịch Ngọc Anh Giọng đọc Nguyễn Thành Các bạn nghe chuyện biệt đội săn quỷ hậu truyện quyền 7 Chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những điều tiếp theo Người anh em này rõ ràng đang phát hoảng Lúc anh ta quay lại Chú em của anh ta còn đang sản nước Công mày là tầm bắn có hạn Không bắn lên người tôn mập Rốt của anh ta thấy gì mà sợ thế Chúng tôi cũng không lo ăn lo uống Mà đồng loạt đứng dậy đi tới mạn tàu Chỉ thấy giữa ánh đèn pha Mặt biển cách thuyền buồm 500 mét Một vùng máu đỏ Một cái thuyền gỗ nát tươm Trôi đồi trong nước biển đẫm màu Xung quanh thuyền Là liệt bởi mấy cây xác nổi lênh phênh một cái trong đó Đang trôi theo dòng nước về bên này Nhưng thi thể giống thuyền viên này Kể cả thi thể gần tàu mà chúng tôi Có thể nhìn thấy rõ nhất Đã tàn khuyết Không thấy đầy đủ Mặt biển xung quanh thi thể đều còn những con trùng nhỏ trăng bóng Mà thi thể trôi giặt Bị trùng gặm cắn Đều biến mất bằng tốc độ Có thể nhìn thấy bằng mắt thường Đám trùng này gặm xong một thi thể Thì tự động bu vào sang thi thể khác mấy cái xác đó không ngừng bị bầy trùng gặm cắn sạch sẽ biến khỏi tầm mắt của chúng tôi trùng huyết hải lần trước khi mới gặp dương quân và chu đế tôi và tôn mập đã từng gặp loại trùng quỷ quái này lần đó giống trùng ghê tởm này đã làm chìm tàu của chúng tôi không ngờ nhiều năm sau chúng tôi lại gặp phải cái loại ghê tởm này thuyền trưởng và thuyền viên của con tàu này chưa từng gặp loại sâu quỷ quái đo bao giờ. Phản ứng đầu tiên của thuyền trưởng là lái tàu tránh đi. nên ông ta vừa xoay người định chạy về phòng điều khiển thì bị dương quân cản lại. Anh ta tìm một chai rượu trắng nặng đổ trong đống đồ ăn trên bong tàu. Sau đó rút tú xuân đào ở thắt lưng ra. Cứ một đường vào lòng bàn tay, nhỏ máu từ vết thương vào chai rượu. Dương quân chờ đám trùng huyết hải kia trôi tới thì đổ chai rượu trộn máu của mình xuống biển. Rượu đổ ào xuống trùng huyết hải, đám trùng nhỏ trăng bóng, đột nhiên teo lại, sau đó dần thối giữa, cuối cùng biến mất trong nước biển. Sau khi đổ hết một chai rượu trắng, thì hầu như không còn trùng huyết hải quanh thuyền của chúng tôi nữa. Đám trùng huyết hải ở xa, cô không dám bén mảng và vùng nước biển có rượu trộn máu của dương quân. Sau khi gặm hết thuyền gỗ và thi thể xung quanh thì biến mất. Vùng nước biển giống máu tươi kia cũng biến mất. Mà từ khi trùng huyết hải biến mất hoàn toàn khỏi vùng biển, tôi, Tôn Mập và hai anh Dương mới quay lại bong tàu. Tiếp tục ăn uống. Còn thuyền trưởng thì lại để thuyền viên quan sát mặt biển. Bản thân ông ta không dám quay lại cạnh chúng tôi. Thuyền trưởng về phòng điều khiển. Chỉ cần tình huống như vậy xuất hiện nữa, ông ta sẽ lập tức nhổ neo rời khỏi vùng biển này chỉ là ông ta không biết chắc chắn dương quân sẽ không để ông ta đi cùng may là thời gian sau đó bà biển không còn xuất hiện cảnh tượng bất thường nào sau khi ăn uống no say tôi và tôn mập bắt đầu buồn ngủ không ai biết bao giờ chu đế mới quay lại chúng tôi bàn bạc với hai anh dương tôi và tôn mập xuống khoang tàu nghỉ ngơi hai người họ gác ở đây bao giờ tôi và tôn mập nghỉ ngơi xong thì đổi ca cho họ sau khi vào khoang tàu Tôi tìm một cái giường có vẻ sạch sẽ Để ngả lưng Con tàu cứ trọng trành Tôi cũng không ngủ yên Nằm mơ mơ màng màng Nửa tỉnh nửa mê Không biết bao lâu sau Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào trên bong tàu Sau đó tiếng dương quân vọng vào Tổ đức thắng Mau ra đây Thuyền của chủ nhân tôi tới rồi Anh mau lên đây xem đi Bạn nãy Dương quân bê nói phải mất 2-3 ngày mới có thể gặp được thuyền của chu đế không ngờ lại nhanh như vậy tôi và tôn mập đồng thời bật dậy sau khi rời khỏi khoang tàu thì thấy chiếc du thuyền sao hoa mà chu đế chấn lột được từ quy bất quy ở cách đó mấy trăm mét đang chạy về phía này nên chiếc du thuyền đó chạy về phía này không hiểu sao tôi lại có một cảm giác chiếc du thuyền này kỳ quái khó tả nhưng cụ thể kỳ quái thế nào thì lại không nói được lúc này dương quân có vẻ kích động anh ta quay lại nói với tôn mập đây chính là thuyền mà lần trước quy bất quy đưa cho chủ nhân tôi sao nên bình thường chẳng ra sao cả lúc dương quân nói tôn mập đang quan sát chiếc du thuyền ngày càng tới gần kia vẻ mặt của cậu ấy giống tôi đều đang cau mày Giống như chưa nghĩ ra chuyện gì đó cậu ấy nghe dương quân nói xong thì đột nhiên bảo đại dương Trước tiên anh cứ nhìn kỹ xem Trên thuyền này có người không Tôi mập vừa nói Vừa ra hiệu thuyền trưởng Cho người bật đèn pha lên Trước đó thuyền trường cũng bảo Muốn mở đèn pha Chỉ là dương quân cho rằng như vậy Là bất kính với chú đế Bắt mọi người tắt đèn pha Chiếu về phía du thuyền đi Chờ tới khi đèn pha bật lên Chúng tôi chỉ thấy Trên du thuyền giống tuếch Đừng nói là chú đế cái cả thuyền viên đi theo anh ta Suốt mấy trăm năm Cũng không còn một ai Dương quần không gặp được Chủ nhân của mình nhiều năm rồi Lúc này hưng phấn quá Không quan sát bon thuyền cẩn thận Bây giờ nghe Tôn Mập nhắc nhở vậy Anh ta lập tức nhận ra Chiếc du thuyền này có vấn đề Anh ta lập tức không nhiều lời Rút tú xuân đào đeo sau lưng ra khỏi vỏ Cầm sẵn trên tay Cả người lóe lên Biến mất khỏi con tàu của chúng tôi Sau đó Xuất hiện ở du thuyền đối diện Tôi và Tôn Mập không có bản lĩnh như Dương Quân Lập tức nhìn về phía Dương Kiêu Đứng cách đó không xa Dương Kiêu cũng hiểu ý Tôn Mập Anh ta cười nhạt Sau đó chậm dài đi tới bên cạnh tôi và Tôn Mập Dương Kiêu Đi lướt qua du thuyền ở đối diện Hai tay mỗi tay bắt lấy tay tôi và Tôn Mập Tôi vốn cho rằng anh ta Sẽ dùng huyết đồn Không ngờ thân hình Dương Kiêu bắt đầu vặn vẹo sau đó, sức vặn vẹo này cùng lan tới tôi và Tôn Mập. Tôi và Tôn Mập thấy trước mắt hoa lên. Chờ tới khi thấy rõ lại thì chúng tôi đã ở trên du thuyền đối diện rồi. Lúc này, Dược Quân đã cho du thuyền dừng lại. Sang mặt anh ta tái nhật. Sau khi ra khỏi phòng điều khiển thì nhìn ba chúng tôi nói Không có, trên thuyền không có một ai cả. Đại Dương à, không phải tôi nói anh chứ. Anh tìm hết chưa? Tôi mập nói với Dương Quân. Vì chủ nhân kia của anh rất ham chơi. Có phải là đang trêu anh không? Đừng lại lát nữa dẫn người ra. Chúng tôi lại thành hề ấy. Trước giờ, chủ nhân tôi không hề đùa dẫn tôi. Dương Quân nhìn tốt mập, nói tiếp. Anh cũng biết lời của chủ nhân tôi thế nào rồi đấy. Dương Quân nói xong, thì thở dài một hơi. Dừng một chút, mới nói tiếp. Chắc hẳn bọn họ gặp chuyện gì đó rồi dương quân nói tới đây đột nhiên trợn mắt lên nhìn tôn mập nói hướng bắc không thể tôn mập lắc đầu ngay nhai xế mới ăn phân thân của anh ta bây giờ hồn phách của hương bắc đang bị thương kiểu gì cũng phải dương thương một thời gian đại dương à anh cứ yên tâm đi cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng chắc chắn không phải là hướng bắc đâu tôn Mập vừa nói vừa vòng qua dương quân đi vào phòng điều khiển sau đó nói nơi này không có dấu vết đánh nhau yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu chúng ta tới chỗ khác xem xem để xem chủ nhân anh có để lại manh mối gì không tôi mập nói xong thì ra khỏi phòng điều khiển cùng ba người đầu bạc chúng tôi đi một vòng quanh du thuyền ban đầu chúng tôi cùng không phát hiện manh mối gì nhưng trong phòng bếp tôi mập đổ nước trong bình ra thư độ ấm Nóng tên mức Cậu ấy rụt tay lại Không ngừng vung tay Nói Ai ôi Còn nóng Bọn họ chưa đi lâu đâu Giờ quân nghe vậy Lập tức quay lại phòng điều khiển Lái du thuyền về hướng ngược lại Hết trường 14 Chúng ta cùng nghe chương 15 Con thuyền lớn Người dịch Ngọc Anh Không ngờ Người ở Triều Minh như Dương Quân lại có thể điều khiển du thuyền ra dáng như vậy con tàu tôn bẩm thuê tới không dám ở đó một mình vẫn duy trì một khoảng cách theo sau du thuyền ngoài chiếc du thuyền này ra thì không còn manh bối nào liên quan tới chủ đế tôn bẩm đã không nói dược quân chỉ có thể điều khiển du thuyền chạy loanh quanh trên biển sau khi chạy mấy hải lý tôn bẩm đột nhiên bảo đại dương sang trái một chút dược quân nghe tôn bẩm nói vậy thì lập tức nhìn sang bên trái nhưng ngoài mặt biển tối om ra thì không thấy gì cả dư quân nhìn hồi lâu sau đó quay đầu lại hỏi tôn mập anh thấy gì không thấy gì cả tôn mập nhe răng cười chỉ cảm thấy biển bên trái vừa mắt hơn biển bên phải thôi không phải tôi nói chứ đại dương à giờ cũng chẳng còn cách nào khác hoặc là tung giày hoặc là anh nghe tôi sang trái ăn may đi Giờ quần liếc nhìn tôn mập Im lặng mấy giây Sọ đó bất ngờ chuyển hướng Quay mũi thuyền về bên trái Chạy về phía tôn mập Thấy thuận mắt nhất Bằng tốc độ nhanh nhất Nếu có vẻ lần này Tôn mập nhìn nhầm Thuyền chạy khoảng một tiếng Bà Vân không hề phát hiện chút manh mối nào Liên quan tới chu đế Và các thuyền viên trên tàu Tôn mập không hề có vẻ lo lắng Vân nhìn mặt biển cười hì hì Miệng ngầm nga đoạn nhạc không ai biết nhưng Dương Quân đang lái thuyền lại không rộng lòng được như Tôn Mập. Anh ta càng cao mảy hơn. Cuối cùng thật sự không thể chịu nổi nữa nói với Tôn Mập. Tổn nước thắng à? Rốt cuộc anh có chắc chắn không vậy? Anh ta còn chưa nói xong thì Dương Kiêu ở trên bong đột nhiên la lên. Chiếu đèn về phía trước. Bên kia có cái gì đó? Anh Dương vừa la lên. Dương Quân cũng nhìn thấy ngay một chấm đen nhỏ trên mặt biển vì khoảng cách quá xa mà không thể thấy rõ là cái gì dư quân lập tức không có tâm trạng lái du thuyền nữa chạy thẳng ra khỏi phòng điều khiển chạy tới đầu du thuyền tự mình chiếu đèn pha về phía điểm đen kia mây luồng sáng mạnh đồng thời chiếu tới du thuyền của chúng tôi cũng chạy hết tốc lực về phía trước một la sau cuối cùng cũng mơ hồ nhìn ra chấm đen kia là một chiếc thuyền không tính nhìn thấy trên tv thì bảo chiếc thuyền của chu đế Chính là chiếc thuyền lớn nhất mà tôi từng thấy Nhưng so với con thuyền trước mặt Thì bảo thuyền vẫn còn nhỏ hơn một cỡ Xét về mặt hình thức Thì chiếc thuyền ở phía xa kia Mà bảo thuyền lúc trước Giống như đúc ra từ cùng một khuôn vậy Chỉ là chiếc này lớn hơn rất nhiều thôi Tôi mập dùng kính viên vọng Hiệu năng cao nhất Điền rõ hình dáng của chiếc thuyền gỗ kia xong thì quay sang nói với Dương Quân Đại Dương à Không phải tôi nói chứ Ngoài các anh ra Thì nơi này còn có thuyền khác không Vùng biển này khác gì Hai đầu bờ ruộng nhà anh Ai không thể không biết chứ Lông Tôn Bập nói Dương Quân vẫn đang nhìn chằm chằm Chiếc thuyền lớn ở phía xa Mà từ khi Tôn Bập nói xong Anh ta mới cắn răng trả lời Tôi mà biết thì sẽ là quả cả tím ấy. Giờ quần nói một câu, chẳng có tí vui vẻ nào xong, thì lại quay về phòng điều khiển, mở hết tốc lực, chạy về phía chiếc thuyền lớn. Bây giờ ít ra, còn có chút manh mối như vậy. Bất kể chu đế và các thuyền viên có ở trên chiếc thuyền đó hay không, thì cũng phải lên thuyền xem một lần. Lúc trước, biết chủ đế lộ được du thuyền của Quy Bất Quy. Dương quần cũng đặc biệt đi học lái du thuyền vốn nghi có cơ hội sẽ về biển tiếp tục hầu hạ chủ nhân của mình. Đào ngờ bây giờ lại dùng cho việc này. Tuy tốc độ của chiếc thuyền lớn phía trước nhanh một cách quái dị để cùng không thể so với chiếc du thuyền này của chúng tôi được. Mười phút sau, du thuyền của chúng tôi cuối cùng cũng tới gần chiếc thuyền lớn. Tôi mầm bảo thuyền trưởng của con tàu chạy theo sau, dần cách chiếc thuyền lớn kia khoảng một km. Thu xếp xong cho con tàu này Thì Dương Quân cũng đã lái du thuyền Tới bên cạnh thuyền gỗ kia rồi Lúc này Chiếc thuyền kia đã thả neo dừng lại Bạn biển lại nổi sương mù dày đặc Dương Quân thấy sương mù nổi lên Thì sắc mặt hơi khó coi Anh ta quay lại nói với Tôn Mập Chúng ta phải nhanh lên Bây giờ đã đi tới rìa vùng biển này Sương mù tan ra Chúng ta sẽ bị đuổi khỏi vùng biển này Lúc đó tìm lối vào sẽ rất phiền phức đấy trong lúc nói chuyện hai anh dương liếc nhìn nhau dương kiêu ngẩng đầu đến chiếc thuyền lớn kia nói với dương quân ai lên trước tôi dương quân cầm tú xuân đao điền một vị trí trên con thuyền gỗ theo tầm mắt dương kiêu anh ta thở hắt ra một hơi rồi nói với dương kiêu luật cũ tôi ở sáng anh ở tối tôi muốn nhìn xem chung cuối của chiếc thuyền này là ai Hai anh Dương phân chia xong Dương quân quay lại nhìn tôi và Tôn Mập nói Tôi và Dương kêu lên xem Đợt tiếng nữa mà chúng tôi không xuống Cũng không phát tín hiệu gì Dương quân nói tới đây thì dừng lại Nhìn thẳng vào tôi Thở tiếp một hơi Mới nói Nếu hai chúng tôi không xuống Vậy chỉ có thể làm phiền anh Không cần để ý tới tôi Chỉ cần cứu chủ nhân tôi là được rồi Tôi có thể thoát được hay không công không quan trọng anh ta nói xong Không chờ tôi trả lời Mà xoay người nhảy lên mép thuyền Sau đó bật người nhảy lên trước Hai chân đạp vững vàng Lên thân thuyền lớn Cứ như vậy từng bước từng bước một Leo lên trên thuyền lớn Ngay khi Dương Quân đi lên thuyền lớn Dương Kiều im hơi lặng tiếng Biến mất sau lưng tôi và tốt mập cho tới khi Dương Quân leo lên thân thuyền lớn Nghiêng người vào thuyền Tôn Mập đi một vòng trên bong du thuyền tìm một cây dây thường dài rồi đi tới trước mặt tôi. Cậu ấy ngẩng đầu, điên thuyền lớn rồi nói với tôi: ớt lát nữa cậu leo lên thì làm phiền cậu kéo tôi lên nữa nha." "À phải rồi, cậu có mang theo khẩu súng lục kia không? Cậu còn có hai thanh kiếm tử tế, cho tôi khẩu súng tiếp can đảm đê. Từ khi tôi dùng hai thanh kiếm tội và phạt, ngày càng thuận tay đã để lại khẩu súng lục mà Âu Dương Thiên Tà đưa ngày trước lại cho Hoàng Nhiên. Tôi lập tức phanh quần áo ra cho Tôn Mập nhìn. Ý bảo tôi không mang theo súng. Sau đó nói, Đại Thánh à, sao cậu lại chắc chắn hai anh Dương không thể xử lý được chứ? Chỉ cần không phải là những nhân vật nghịch thiên như Ngô Miễn hay Thượng Thiện thì hai anh Dương cũng không bị quá sức mà. Tôi không tin hướng Bắc đang ở trên thuyền Bây giờ chắc chắn anh ta đang dương thường trong cái hang nào đó. Chủ đề không phải thiệu nhất nhất vì dương quân không đáng làm to chuyện như vậy. Tôi cũng không nghĩ là hương mắt. Tôi mầm vừa nói vừa run súng của cậu ấy ra. Đến bây giờ trong súng chỉ còn 4 viên đạn. Lần nào Âu Dương Thiên Tà cùng nhắc chúng tôi bắn xong phải đi nhặt lại vỏ đạn về đổi đạn mới. Nhưng lần nào nổ súng cũng kinh hồn đàm vía Ai hơi đầu mà đi nhặt lại vỏ đạn Dạo này cũng không nghe tôn mập Nói đi đổi đạn mới Không ngờ bây giờ Cần dùng lại xăm cạn lương hết đạn thật rồi Tôi Mập vừa kiểm tra súng lục Vừa nói tiếp với tôi Ơ à Có thể đi lại trên tuyến đường biển này Thì có thể là người thường được sao Vốn cho là Đại Dương và Chu Đế Đã đi nát tuyến đường biển này có thể ở đây tung hoành ngang dọc. Bây giờ xem ra, không chỉ một nhà chu đế bọn họ trốn ở đây lánh đời đâu. Cô mày là tôn mập, không chỉ có một khẩu súng lục này để dựa vào. Cậu ấy kiểm tra súng lục xong, cao mày lắp bốn viên đạn vào ổ, sau đó lấy chiếc nỏ, lừa được từ tay ngô nhân địch cách đây không lâu ra. Tôn mập giấu chiếc nỏ này như giấu bảo bối, không ngờ lần này cậu ấy lại mang theo nó. Cậu ấy kéo dây cung ra, làm sẵn một mũi tên xong, mới có chút yên lòng. Bởi lúc lâu sau, tôi bập nhìn thuyền lớn, quay lại nói với tôi. Ờ à, không chờ hai anh Dương xuống nữa, cậu chuẩn bị đi lên đi. Hết trường 15 Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Tại sao lại xuất hiện một con thuyền lớn hơn cả thuyền uh, du thuyền của Quy Bất Quy? mà chu đế đã lấy của quy bất quy và vị chủ nhân của đại dương đang xảy ra chuyện gì liệu có ở trên thuyền lớn kia không chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại